xin kính chào tất cả quý anh chị đang đến với các video của Janka Coffee. Hôm nay Janka Coffee sẽ chia sẻ cho anh chị em chúng ta một cái cách, đó là chúng ta lấy cà phê ở trong cái bình này ra như thế nào cho hợp lý. Thì đây cũng là một cái điều mà rất nhiều anh chị chúng ta, khi chúng ta sử dụng máy pha cà phê mà chúng ta chưa biết được là mình nên lấy cà phê nhiều hay là ít ở trong cái phiên này, và nếu như nhiều thì như thế nào mà ít thì như thế nào. Thì thông thường chúng ta nếu như đúng chuẩn của nó thì chúng ta phải làm đúng cái liều lượng của nhà sản xuất cho phép, và họ đã định lượng sẵn ở đây. Bởi vì khi chiếc máy pha cà phê thì nó sẽ có hai cái G nữa, chúng ta gài vào thì nó sẽ đi từ thấp lên cao, đây, từ thấp lên cao. Còn nếu như mà chúng ta bỏ ít quá thì lượng cà phê nó phải không ngon, mà bỏ nhiều quá thì chúng ta gài nó không vào và nó sẽ bung cái cần này ra. Và để giải quyết được cái điều đó thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta cái cách để chúng ta bỏ cà phê như thế nào cho nó hợp lý anh chị nhé. Và trước khi chúng ta gạt cà phê vào đây thì chúng ta phải chỉnh cái độ mịn của chiếc máy này. Thế cái độ mịn của chiếc máy này nó sẽ quyết định chất lượng cà phê có ngon hay là không. Bởi vì chất lượng của chiếc máy xe nó sẽ quyết định được cái chất lượng khi chúng ta chiết xuất ra nó như thế nào. Và đây là cái lượng cà phê và cái độ mịn của cà phê nó phải đều, và nó chỉ tơi là một chút thôi anh chị, rất là tơi luôn. Đó. Thì với lượng cà phê như thế này thì rất là chuẩn. Nếu như anh chị chúng ta mà chỉnh nó thô hơn một chút thì khi mà chúng ta pha ra thì nó chảy rất là nhanh. Mà nếu như chúng ta xay mịn quá thì khi chúng ta pha nó sẽ không chảy. Thì khi chúng ta mịn quá, nó có hai trường hợp để nó chảy. Nếu chúng ta dùng cái phin đôi này, nó sẽ chảy. Còn dùng cái phin như thế này thì nó sẽ không chảy. Vì sao? Đây là chiếc phin nó nhỏ hơn cái phin này. Phin này là phin đơn và phin này là phin đôi. Thì khi chúng ta dùng phin đơn mà chúng ta bỏ nhiều cà phê lên và độ mịn của cà phê hơi mịn một chút thì nó sẽ không bao giờ chảy được cà phê ra. Ngược lại, chúng ta bỏ vào phin đôi thì nó có thể chảy được anh chị. Thì đó là hai cái cách mà chúng ta phân biệt. Và khi mà chúng ta dùng cái phin đôi này nó vẫn chảy bình thường, còn chúng ta chuyển qua đây thì nó không chảy, thì chúng ta phải bỏ ít cà phê lại anh chị nhé. Ít cái lượng cà phê trong này lại thì nó sẽ chảy được. Còn nếu như chúng ta bỏ nhiều cà phê quá thì nó sẽ tắc và không chảy anh chị. Và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta cái cách lấy cà phê vừa đủ để chúng ta pha chiếc máy của mình anh chị nha. Và chúng tôi muốn bổ sung thêm một chút là chỉnh cái độ mịn của chiếc máy này thì với con máy này nó cũng sẽ có một cái G ở đây. Chúng ta nhìn vào cái bảng số này. Khi chiếc bảng số này nó ở số nhỏ nhất là độ mịn anh chị. Ví dụ như bây giờ là 2 thì nếu như chúng tôi muốn mịn hơn nữa, chúng tôi sẽ lên là 1.5. Và chúng ta muốn nó thô hơn thì chúng ta đẩy về bên này là 2.5. Thì nó sẽ thô hơn. Và mức chuẩn ở đây là chúng tôi đang để 2. Thì mức chuẩn thì tùy theo cái máy, chứ không phải là 2 hay là 3 hay là 4, mà tùy theo máy, tùy theo cái dòng máy pha, dòng máy xay, để chúng ta điều chỉnh cái số này. Khi chúng ta điều chỉnh được cái mức độ nó vừa phải đủ cho chúng ta là được, chứ không quan trọng là số mấy anh chị nhé.
gạt cà phê chúng ta bỏ thế này anh chị. Thì thông thường thì nếu như là phin đôi thì lấy hai phin nha. Chúng ta lấy hai phin hai bên thì chúng ta làm nhiều hơn này một chút. Chị thấy chưa? Chúng ta sẽ đè nó xuống. Chúng ta gạt sạch chị. Nếu như phin đôi thì chúng ta lấy như thế này chị nhé. Nó sẽ có một cái, nó có cái gờ chị, nó sẽ xuống ở phía dưới cái gờ này chị. Và nó lọt gần một nửa này. Còn nếu như chúng ta pha cái phin này mà chúng ta pha lấy một ly thì chúng ta sẽ ít hơn một chút nữa. Thế này, chúng ta như thế này gạt vào bên dưới nhé. Thế gạt lõm như thế này. Đây. Nó sẽ lọt lên thế này. Thì nó chảy rất là tốt anh chị. Thì thông thường chúng ta nên gạt như thế này anh chị nhé. Thì nó chảy rất là tốt. À, nó vừa gần tới anh chị này. Thì chúng ta lấy một ly nhé. Chúng ta lấy một ly. Thì chiếc máy của chúng ta nó chảy rất là êm và rất là nhanh. Còn nếu như chúng ta dùng cái này thì sao? Nếu chúng ta dùng một ly mà chúng ta như thế này thì sao anh chị? Chúng ta xem nha. Như thế này là quá đầy. Như thế này là sai đấy anh chị nhé. Nếu anh chị chúng ta bỏ đầy như thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ gài được vào cái máy của chúng ta. Mà nếu chúng ta có cố gắng gài đi chăng nữa thì một thời gian chiếc máy của chúng ta cũng rất là nhanh hỏng. Và đây là sai anh chị. Nó không bao giờ chạy. Nếu như chúng ta bỏ như thế này mà nó chạy, có nghĩa rằng cái chất lượng cà phê của chúng ta khi xay ra nó quá thô. Còn nếu như đúng chuẩn thì không bao giờ chạy. Như thế này là đúng chị. Chúng ta chỉ chừng thế này thôi anh chị nhé. Và chúng ta ăn trên thế này. Nó sẽ ở đây là có một cái khớp anh chị. Có một cái viên thế này. Thì nó sẽ nằm lọt vào dưới cái viên này. Thì khi chúng ta bỏ vào nó mới chảy được. Và chúng ta gài rất là nhẹ nhàng. Đây là hai ly cà phê chúng ta làm rất là chuẩn. Đúng anh chị. Còn hai ly cà phê làm sai. Đây là hai ly cà phê chúng ta làm sai. Thì như thế này nó không bao giờ chảy anh chị nhé. Đây. Cho nên đây là một cái điều mà anh chị chúng ta nên cẩn thận và để ý để chúng ta sử dụng chiếc máy cho nó một cách hiệu quả và cho ra những ly cà phê thật tuyệt vời. Đó là điều. Như thế này là đầy quá anh chị nhé. Rất là đầy luôn.
Như thế này là vừa anh chị, thế là chuẩn. Và đặc biệt là chiếc cái phin này nhé, nếu chúng ta làm đầy thì không bao giờ nó chảy nhé. Nếu mà chúng ta pha một ly cà phê như thế này là sai anh chị. Chúng ta làm như thế này, chúng ta ném xuống như thế này. Đây là phin cà phê đạt chuẩn anh chị. Đây là hai phin cà phê đạt chuẩn nhé. Và đó là những cái lý do chúng tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Điều mà chúng ta nên lựa chọn thì có rất nhiều anh chị chúng ta có rất nhiều anh chị đã gọi điện cho chúng tôi nói rằng là lắp một chiếc máy xong thì pha nó không chảy, khi bỏ phin đôi thì nó chảy, mà bỏ phin đơn nó không có chảy, thì chúng ta bỏ như thế này thì không bao giờ chảy anh chị. Còn chúng ta pha xay cà phê thô hơn thì nó rất là dễ. Đó là một điều mà anh chị chúng ta nên cẩn thận và xử lý rất là tốt cái công việc của mình chị nhé. Thứ nhất là nó đỡ hao cà phê, thứ hai là chất lượng của ly cà phê nó ngon. Đây anh chị thấy nó đầy quá trời đầy này. Còn nếu chúng ta gặp cái này gì này, chúng ta cầm cái này nhé, đặt sâu nó xuống đây chị. Thì đây là hai ly cà phê, hai phin cà phê chuẩn anh chị. Chúng ta nên làm như thế này nhé, để chúng ta có được những ly cà phê tuyệt vời và chiếc máy của chúng ta nó cũng chạy một cách rất là êm và đúng cái tiêu chuẩn của nó. Còn khi chúng ta có một cách để chúng ta nhận biết được chúng ta xay mìn hay chưa, thì khi chúng ta nén cà phê, chúng ta nhìn vào bề mặt của nó đây, nó rất là bằng và nó rất là đều, nó không có những cái lốm, những cái hạt to lồi lên. Nếu như chúng ta xay cái này mà nó chưa mịn thì nó sẽ lồi những cái hạt to lên, và điều này là chúng ta xay chưa mịn. Còn đây là chúng ta đã xay chuẩn anh chị.